xã Hữu Thiện nữa con. Vui hả? Thấy chương trình này vui quá đúng không? Phải không? Dạ. Tụi con trước chú thấy tụi con hát cái bài gì gì đó. Thôi giờ tụi con hát một bài, hai bài tặng khán giả xong mình chào tạm biệt. Xong mình đi ăn kem. Ok? Ok. Ok. Rồi, giờ mình hát đi. Hát cái bài gì giờ? Xóa mây nhà xưa muôn trồng hứa trên cỏ đường xa bên nam nét môi lòng phát khóc mà quý thân cần cứu tổ trần giáo dù có hiếu có khăn để chiều vì chân ấy có nhiều khổ đau la 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 mỗi con của mình nha. Con. Đây. Dạ, cho con lấy.
thầy con. Tụi vương vướng lên. Rồi, để chú cầm đi luôn. Rồi, đây. Đi ta lại cho bé. Rồi, cho bé đó. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dạ, cảm ơn chú, ba mẹ. Kì hòn này hay không? Có rồi. Rồi, có. Dạ, cảm ơn mấy bé mẹ. Rồi, dễ lên. Dạ, cảm ơn chú, ba mẹ. Còn đi như vậy. Dạ, cảm ơn mấy bé mẹ. Rồi. Dạ, cảm ơn chú, ba mẹ. Đó, có mình chú luôn đó. Rồi, có sô-cô-la không? Dạ, quý vị và các bạn đến đây, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã yêu thương tất cả các hàng, đã yêu thương các năm tỷ phụ chúng ta. Và mọi người cũng đang hy vọng rằng là những cái ước mơ của thầy rất là lớn, rất chia sẻ đó. Và nếu mà có sự đóng góp của tất cả quý vị và các bạn, các nhà hảo tâm, thì hy vọng là nói khoảng 5.000 người, 5.000 bé thì chắc hơi nhiều, nhưng mà nếu mà 50 bé hay 100 bé, nếu mà không ai biết rằng ngoài kia có rất nhiều nhà hảo tâm muốn đặt biết đi đâu để giúp, thì đây là địa chỉ tỉnh Đắk Bồng Lai, mọi người có thể liên hệ với lại trực tiếp với người Thích Tâm Đức, hoặc là có số điện thoại của thầy Nguyễn Phương Yên, đúng không? Số điện thoại của mình là gì? Dạ, có một phần rất là lớn từ các nhà tài trợ, và hôm nay thì anh Anjo tiếp tục đồng hành cùng Coleman và các cái ngành hàng, và hy vọng rằng năm mới này thì Anjo tiếp tục bứt phá trong năm 2019 và tiếp tục tài trợ cho khắp các ngành hàng của thứ sáu. Chúng ta cùng chờ đón sự trở lại của năm tỷ số một nha. Dạ, rồi, cảm ơn là nhiều. Dạ. Rồi. Đó. Chứ là năm nay là con là không có năm nay. Cái năm nay cũng không có